Các bạn, hôm nay mình chia sẻ một cái video clip sử dụng chương trình AutoCAD 2012 để thực hiện một cái bản vẽ như trên màn hình của chúng ta đây. Thì mục đích chính của bản vẽ này á, là để giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về cách sử dụng các lệnh trong chương trình AutoCAD 2013, cũng như là trình tự để thực hiện một cái bản vẽ từ lúc chúng ta bắt đầu cho đến lúc trình bày và in ấn. Thì để tiện cho các bạn theo dõi thì trước tiên mình xin giới thiệu qua một số giai đoạn mà mình sẽ dùng để thực hiện cái bản vẽ này. Giai đoạn thứ nhất mình gọi là giai đoạn thể hiện đối tượng. Thì trong giai đoạn thứ nhất này mình sẽ cố gắng sử dụng các lệnh trong AutoCAD để vẽ nên hai hình dạng của hai ví dụ như trên màn hình. Sau khi thể hiện hình dạng của hai đối tượng xong, mình qua giai đoạn thứ hai, còn gọi là giai đoạn tạo khổ giấy. Trong giai đoạn tạo khổ giấy này, mục đích chính của mình là dùng để tạo ra cái khổ giấy mà mình cần sử dụng để mình in ra sau này. Và điển hình trong ví dụ này, mình sẽ sử dụng giấy A4 với kích thước của cạnh nằm ngang là 210 và cạnh thẳng đứng là 297. Sau khi mình tạo khổ giấy xong, mình qua bước thứ ba. Giai đoạn thứ ba mình gọi là thể hiện bản vẽ. Sau khi mình đã có được hình dạng của hai ví dụ và mình đã có được kích thước của khổ giấy theo yêu cầu, mình sẽ thể hiện cái hình dạng của ví dụ đó lên trên khổ giấy của mình. Và cái giai đoạn thứ tư cũng là giai đoạn cuối cùng, đó chính là in ấn. Và đối với bản vẽ này, mình sẽ sử dụng không gian layout để mình trình bày. Về các bước tiến hành, trước tiên mình sẽ tiến hành giai đoạn 1, đó chính là giai đoạn vẽ nên các hình dạng của các ví dụ. Thì để thực hiện được giai đoạn 1, các bạn sẽ theo một số thao tác như sau. Trước tiên chúng ta mở chương trình AutoCAD 2013 lên. Để thực hiện một cái bản vẽ AutoCAD, trước khi tiến hành vẽ, các bạn nên chỉnh lại một vài thông tin trước khi các bạn thao tác. Thông tin thứ nhất cũng là thông tin quan trọng nhất, đó chính là khai báo tree bắt điểm. Để khai báo tree bắt điểm, chúng ta gọi OSNAP, và chúng ta phải đảm bảo rằng tất cả các điểm tree bắt này đã được lựa chọn bằng cách chúng ta nhấn Select All, bật màn OK. Để thực hiện một cái bản vẽ thì thao tác đầu tiên mình sẽ khai báo layer cho từng nét vẽ. Như trong ví dụ này, các bạn có thể thấy được một số loại nét chúng ta cần khai báo như sau. Thứ nhất, mình gọi là nét đối tượng, đó chính là nét màu xanh lá cây. Nét này có chức năng là thể hiện nên hình dạng của đối tượng mình cần vẽ. Nét đối tượng này có đặc điểm, đó chính là nét liên tục và sẽ có bề dày lớn hơn những nét còn lại. Nét thứ hai mà mình có thể quan sát được, đó chính là nét kích thước. Nét thứ ba chính là nét trục. Về cơ bản mình thấy được, trước tiên mình sẽ có 3 nét, nên mình vào AutoCAD, mình gọi hộp thoại Layer Properties bằng cách mình khai báo LA trên thanh Command Window. Hộp thoại Layer Properties xuất hiện. Trong hộp thoại Layer Properties này luôn luôn có một layer tên là số 0 mặc định. Bây giờ mình sẽ tiến hành nêu một cái layer mới. Mỗi layer mới thì các bạn nên quan tâm 4 thông tin. Thông tin thứ nhất là tên của layer, và mình sẽ đặt tên của layer cho nét đầu tiên là nét đối tượng. Về nét đối tượng này, về màu sắc, thông tin thứ hai là màu sắc, mình sẽ cho nó có màu cyan, màu xanh lam. Và thông tin thứ ba là về light tie, là kiểu nét. Như vừa mới phân tích, nét đối tượng của chúng ta có là nét liên tục, nên chỗ này chúng ta mặc định là continue. Và thông tin thứ tư đó chính là lightweight, bề dày. Chúng ta có thể nhận xét được là nét đối tượng là nét có bề dày dày nhất và đậm nhất trong bản vẽ. Nên vị trí lightweight này mình sẽ chọn bề dày của nét đối tượng là 0,4mm. Mình đã khai báo xong cho nét đối tượng. Mình tiếp tục nêu cái layer mới. Mình khai báo nét thứ hai là nét kích thước. Về nét kích thước, mình sẽ cho cái màu khác để có thể phân biệt với nét đối tượng. Ví dụ mình cho nét màu blue, màu xanh da trời. Ok. Về light tie, về nét kích thước cũng là nét continue, nét liên tục.
nhưng về bề dày thì nó sẽ mảnh hơn nét đối tượng. Về bề dày của nét kích thước mình sẽ cho là 0,25 mm, mình ok. Tương tự như vậy, mình sẽ khai báo cho nét thứ ba, mình đặt là nét trục. Nét trục mình sẽ cho có màu trắng. Về loại nét của nét trục không thể là nét continue. Chúng ta có thể quan sát nét trục là loại nét đứt dài, đứt ngắn. Chính vì vậy mình sẽ khai báo lại, định nghĩa lại về cái loại nét của nét trục. Chúng ta click vào continue. Sau đó mình sẽ load ra những cái loại nét mình cần. Điển hình trong trường hợp này, mình cần nét center. Đó chính là nét đứt ngắn và đứt dài đại diện cho nét trục của mình. Mình ok. Và mình chọn đúng nét center, mình ok. Và bề dày của nét trục mình sẽ cho mảnh hơn nét kích thước. Mình cho 0,15 mm, ok. Đến đây mình đã gọi được ba nét đại diện cho ba kiểu nét trong cái ví dụ của mình. Có thể trong quá trình khai báo nét vẽ mình chưa khai báo đủ hết, còn những nét còn lại chúng ta sẽ khai báo khi chúng ta vẽ cần sử dụng. Sau khi khai báo xong, các bạn tắt hộp thoại Layer Properties. Trước tiên, chúng ta cần vẽ nên nét đối tượng. Vì vậy, các bạn lựa chọn chỗ panel layer và chúng ta lựa chọn nét đối tượng. Sau khi các bạn mặc định nét các bạn đang vẽ là nét đối tượng thì tất cả các nét các bạn dùng để vẽ sẽ do nét đối tượng quy định. Quay trở lại với ví dụ của mình. Sau đây mình sẽ tập trung mình vẽ cái ví dụ số 1 này. Về ví dụ số 1 này, về cách thực hiện. Thao tác thứ nhất, mình sẽ sử dụng lệnh Circle để mình vẽ cho những cái đường tròn có bán những đường tròn cách nhau lần lượt là 77 và 89. Tại vị trí này, chúng ta sẽ vẽ hai đường tròn đồng tâm với nhau, có bán kính lần lượt là R28 và R13. Mình khai báo lệnh C Enter trên thanh Command Window, xác định tâm của đường tròn và mình khai báo bán kính là 28. Thực hiện tương tự như vậy, chúng ta vẽ cho một đường tròn nữa có bán kính là R13. Đến đây chúng ta được đường tròn, được hai đường tròn thứ nhất. Như trong ví dụ, như các bạn có thể thấy, tại vị trí cách hai đường tròn ban đầu là 77 đơn vị, chúng ta có đường tròn thứ hai với bán kính là R13. Mình sẽ sử dụng lệnh copy. Mình copy đường tròn R13 bên trong. Baseball mình sẽ chọn lại tâm của cái đường tròn. Và mình cần vẽ một đường tròn theo phương nằm ngang từ trái sang phải và khoảng cách là 77 đơn vị. Mình nhấn Escape để mình thoát. Đến đây mình đã xác định được hai vị trí của hai tâm của cái đường tròn. Và cái vị trí thứ ba mình cần xác định đó chính là vị trí tâm của đường tròn nằm ở bên phải, cách đường tròn R13 mình mới tạo được với khoảng cách là 89 đơn vị. Tại vị trí này, chúng ta cần vẽ hai đường tròn có kích thước lần lượt là bán kính R64 và đường kính phi 80. Để làm được điều này thì trước tiên chúng ta sẽ sử dụng lệnh line. Mình nối một đường thẳng từ tâm của đường tròn ban đầu đến tâm của đường tròn R13 mới tạo được. Và tiếp tục mình vẽ một đường thẳng nằm ngang với khoảng cách là 89. Khi đó, đầu mút của đường thẳng này sẽ đóng vai trò là tâm của hai đường tròn R64 và phi 80. Tại vị trí đầu mút này, mình khai báo lệnh Circle. Với tâm, mình click chọn điểm Endpoint của đường thẳng mới vừa vẽ được và bán kính là 64. Tương tự như vậy, chúng ta khai báo lệnh Circle một lần nữa. Tâm cũng đúng như vị trí ban đầu và bán kính sẽ là 80 chia 2. Theo như các bạn có thể quan sát được, đường thẳng nằm ngang không phải là nét đối tượng mà chính là nét trục, trong khi trong quá trình vẽ mình đã sử dụng nét đối tượng để mình thực hiện đường thẳng nằm ngang. Bây giờ mình sẽ chuyển đường thẳng nằm ngang này thành nét đối tượng.
để thành nét nét trục, để chuyển từ layer này sang layer khác. Các bạn có thể thực hiện như sau. Trước tiên các bạn cần chọn những đối tượng các bạn cần thay đổi layer. Sau đó các bạn vào hộp thoại layer và các bạn chuyển sang cái layer các bạn muốn quản lý cái nét vẽ đó. Đến đây. Thao tác tiếp theo, chúng ta sẽ xử lý phần bên trên của ví dụ số 1. Để xử lý phần bên trên của ví dụ số 1 này, chúng ta cần tạo ra các nét trục, chính là những nét đứt khúc màu xanh trước tiên. Ở đây chúng ta có thể quan sát được, như các bạn có thể thấy, nét trục thứ nhất cách nét nằm ngang ban đầu là 40 độ. Tiếp tục chúng ta có nét trục thứ hai cách nét trục vừa phân tích 40 độ và nét trục thứ ba theo phương thẳng đứng. Như vậy, để tạo ra ba nét trục đó, chúng ta có thể sử dụng lệnh copy. Xin lỗi, mình sử dụng lệnh xoay, xoay đối tượng, lệnh rotate. Thao tác thứ nhất mình khai báo error enter trên thanh command window. Thao tác thứ hai mình sẽ chọn nét trục. Enter để xác nhận mình đã chọn xong. Và thao tác thứ ba baseball, lựa chọn tâm xoay. Tâm xoay lúc này sẽ chính là tâm của hai đường tròn ngoài cùng bên phải. Như chúng ta vừa phân tích, góc hợp với so với đường nằm ngang của đường đứt khúc của nét trục thứ nhất cách đường này là 40 độ. Trong AutoCAD, đi ngược cùng chiều kim đồng hồ sẽ là góc âm. Vì vậy trong trường hợp này mình sẽ nhập âm 40 độ. Nếu các bạn nhập âm 40 độ thì sẽ có vấn đề xảy ra. Đó chính là đường thẳng nằm ngang của các bạn sẽ bị xoay lên và các bạn mất đi đường nằm ngang ban đầu. Để xử lý điều này, các bạn nên sử dụng lệnh mở rộng của lệnh xoay. Thao tác thứ nhất, chúng ta dùng lệnh xoay error enter. Thao tác thứ hai, chúng ta chọn những đối tượng chúng ta cần xoay. Và thao tác thứ ba, chúng ta chọn tâm xoay. Để vừa có thể xoay đối tượng lên và vừa giữ lại đối tượng ban đầu, các bạn khai báo lệnh copy, xoay và kết hợp với copy bằng cách chúng ta khai báo C enter. Sau đó lúc này chúng ta tiếp tục tiến hành khai báo góc xoay âm 40 độ. Các bạn sẽ tạo ra được nét trục thứ hai hợp với nét trục ban đầu một góc 40 độ. Và tiếp tục như vậy, ứng dụng lệnh xoay kết hợp với lệnh copy cho nét trục thứ ba, C enter và âm 40 độ. Và nét trục cuối cùng đó là nét trục thẳng đứng. Để thực hiện nét trục thẳng đứng, các bạn có thể khai báo lệnh line và các bạn vẽ một nét trục với điểm đầu của đường thẳng chính là tâm của hai đường tròn ngoài cùng bên phải và theo phương thẳng đứng với kích thước bất kỳ. Đến đây chúng ta có thêm một cái nhận định nữa. Nét trục này chúng ta đã dùng layer nét đối tượng để chúng ta thể hiện. Để chuyển từ nét đối tượng sang nét trục, các bạn có thể thực hiện như cách chúng ta mới vừa làm. Ngoài ra các bạn có thể dùng một cái lệnh gọi là lệnh sao chép tính chất đối tượng MaskProp, viết tắt là MA và Enter. Thao tác tiếp theo, bạn lựa chọn đối tượng nguồn. Đối tượng nguồn là đối tượng chứa các tính chất các bạn muốn sao chép. Và thao tác cuối cùng, các bạn click chọn vào đối tượng các bạn bị sao chép tính chất. Như vậy, như các bạn có thể thấy, từ một đối tượng được quản lý bằng nét đối tượng sẽ được chuyển sang nét trục quy định. Như vậy mình đã thể hiện được 4 đường thẳng thể hiện cho nét trục. Tiếp theo mình sẽ thể hiện một đường tròn R95 và có tâm sẽ trùng với tâm của hai đường tròn ngoài cùng bên phải và cũng do nét trục quy định. Mình vẽ một cái circle với tâm là tại vị trí này và bán kính là 95. Như các bạn thấy trong hình, với bán kính 95 thì chúng ta được đối tượng này. Tiếp tục chúng ta dùng lệnh sao chép tính chất đối tượng MaskProp, lựa chọn đối tượng nguồn và lựa chọn đối tượng bị sao chép. Đến đây, các bạn có thể phân biệt được đâu là đối tượng do nét đối tượng quy định và đâu là đối tượng do nét trục quy định. Thao tác tiếp theo, để tạo ra hình dạng của đối tượng của chúng ta ở phía bên trên, chúng ta cần tiến hành thực hiện như sau. Tại vị trí giao điểm giữa cung tròn R95
và nét trục như các bạn có thể thấy trên màn hình. Tại vị trí này, chúng ta làm tâm khai báo hai đường tròn có bán kính lần lượt là R23 và R11. Tương tự tại vị trí đối diện bên đây cũng như vậy. Khai báo một circle có tâm là tại vị trí giao điểm giữa cung tròn và nét trục với bán kính lần lượt là R23 và R11. Tiếp tục vẽ một đường tròn nữa với bán kính tại đây, kích thước là 11 đơn vị. Các bạn có thể thấy được đường tròn bên đây và đường bên đây có cùng bán kính với nhau. Mình sử dụng lệnh copy. Mình copy hai đường tròn mình mới vừa vẽ được. Với spaceball mình sẽ chọn tại vị trí giao điểm hay sẽ trùng với tâm của hai đường tròn. Và vị trí cần copy sao chép đến chính là vị trí giao điểm phía đối diện. Sau khi tạo được hai đường tròn này xong, chúng ta cần tạo những cái cung tròn bao quanh bên ngoài. Theo như chúng ta có thể quan sát được, vị trí của những cái cung tròn bao quanh bên ngoài trong ví dụ này không thể hiện bán kính, nhưng chúng ta có thể xác định được bán kính dựa vào giao điểm của cung tròn R23 và R13 và kết hợp với hai nét trục thẳng đứng. Như hình từ hình này chúng ta có thể phân tích được, chúng ta có thể thấy từ R95 những cung tròn bao quanh bên ngoài song song với R95 suy ra những đường cung tròn song song với nhau sẽ có trùng tâm với nhau. Để giải quyết vị trí này, chúng ta khai báo đường tròn, C Enter với tâm tại vị trí như các bạn có thể thấy trên màn hình. Bán kính của đường tròn ngoài cùng, chúng ta sẽ di chuyển con chuột và click trái chuột vào vị trí giao điểm giữa R23 và cái trục như các bạn có thể thấy. Tiếp tục khai báo một lần nữa lệnh circle và cứ như vậy bạn sẽ có được tất cả những cái cung tròn bao quanh. Xong. Để đơn giản hóa cho các bạn vẽ, các bạn có thể dùng lệnh trim để cắt bỏ đi những cái đối tượng không có thể hiện trong bản vẽ của mình. Trim, chúng ta enter hai lần và chúng ta chỉ việc click vào những đối tượng mà chúng ta cần bỏ đi, không thể hiện trong cái bản vẽ. Đến đây mình cần tạo ra một cái chu vi, một radius tuyến kính và xử lý ở cái khung bao bên ngoài chỗ vị trí này. Trước tiên mình sẽ xử lý cái không gian kính bên trong. Sử dụng lệnh trim để mình cắt bỏ đi những đối tượng không cần thiết, tạo nên hình dạng của đối tượng như trong ví dụ. Mình đã thể hiện xong không gian phần vẽ bên trong. Về không gian phía bên ngoài thì chúng ta có thể thấy tại vị trí giao giữa R13 và R64 sẽ được bo lại bằng một cái cung tròn có bán kính là R12. Tại vị trí này mình sẽ sử dụng lệnh fillet, khai báo radius và mình nhập bán kính là 12. Cung tròn bo giữa đối tượng thứ nhất và đối tượng thứ hai, bạn có được hình dạng như trong hình. Và tiếp tục sử dụng lệnh trim để tạo ra hình dáng của phần bên trên. Chúng ta sẽ cắt bỏ đi phần dư bên đây và tương tự cắt bỏ đi phần dư mé trong đây của đường tròn. Tiếp tục chúng ta sẽ xử lý phần mé bên trái của ví dụ số 1. Để thực hiện phần mé bên trái của ví dụ số 1, như các bạn có thể thấy tại vị trí R28 sẽ có hai đường thẳng song song với nhau
và sẽ cách nhau, cách đường trục ở bên giữa là khoảng cách là 28. Như vậy từ đường trục này mình có thể dùng lệnh offset với khoảng cách là 28. Sau đó mình click đối tượng ban đầu và click về cái phía mình cần lấy song song. Tương tự như vậy cho đối tượng ở bên dưới. Đây là nét trục, trong khi cái đối tượng của mình trong ví dụ được quản lý bằng nét đối tượng, mình sẽ sử dụng lệnh mask prop. Các bạn để ý vị trí này, vị trí giữa đường nằm ngang và cung tròn sẽ được bo lại bằng một cái bán kính là R30. Mình sử dụng lệnh fillet, F enter, R enter và 30 enter. Mình fillet bo tròn giữa hai cung tròn này. Và tại vị trí bên dưới đây, như các bạn có thể thấy, được bo lại bằng một cái bán kính là R34. F enter, R enter và 34 enter. Hai đối tượng này. Tiếp tục, giữa hai đối tượng phần máy bên trong sẽ được liên kết với nhau bởi hai đường thẳng và hai đường thẳng này sẽ cách nhau 13 đơn vị. Các bạn có thể xử lý trường hợp này bằng cách vẽ một cái đường thẳng từ góc 1/4 trên đỉnh của đường tròn bên trái đến góc 1/4 trên đỉnh của đường tròn bên phải. Tương tự như vậy cho phần máy bên dưới và bạn trim bỏ đi phần bên trong của đường tròn. Tương tự chúng ta delete đi đối tượng này. Như vậy đến đây các bạn có thể thấy được chúng ta đã thực hiện xong không gian chính bên trong của ví dụ số 1. Về phần ngoài cùng máy bên trái này, chúng ta sẽ tìm cách xử lý như sau. Trước tiên, về khoảng cách ngoài cùng cho đến tâm của những đường tròn ngoài cùng bên phải sẽ cách nhau là 250 đơn vị. Mình sẽ vẽ một đường thẳng bắt đầu từ tâm của hai đường tròn này và theo phương nằm ngang hướng từ phải sang trái với khoảng cách là 250. Như chúng ta có thể thấy, tại vị trí đầu mút của đường thẳng chúng ta vẽ được sẽ là góc 1/4 bên phải của đường góc 1/4 bên trái của đường tròn R10. Chúng ta vẽ một đường tròn R10. Sau đó chúng ta dùng lệnh move. Với spacebone chúng ta lựa chọn chính là 1/4 bên trái của đường tròn và chúng ta đưa vào vị trí đầu mút của đường thẳng chúng ta vừa vẽ được. Sau khi thực hiện đường tròn R10 xong, đến phần khó nhất của ví dụ số 1, đó chính là hai cung tròn đối xứng nhau với bán kính lần là R60. Để vẽ được hai cung tròn R60 này, chúng ta cần phân tích một số điểm về cung tròn này. Vì hai cung tròn này đối xứng nên chúng ta chỉ cần thực hiện về một phía, sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh đối xứng, chúng ta sẽ có phía còn lại. Giả sử trong trường hợp này chúng ta sẽ thực hiện cung tròn R60 phía bên trên. Thì nhìn vào ví dụ số 1 chúng ta có cái nhận xét cung tròn R60 sẽ tiếp xúc với R10. Và nhận xét thứ hai là cung tròn R60 sẽ tiếp xúc với một đường thẳng cách đường thẳng đường trục này 32/2, tức là vị trí này chúng ta có một đường thẳng nằm ngang và đường thẳng nằm ngang này sẽ tiếp xúc với R60. Để giải quyết trường hợp này chúng ta sẽ offset đường thẳng nằm ngang này với một khoảng cách là 32/2. Sau đó chúng ta sử dụng lệnh circle. Lệnh circle với cái mở rộng là tiếp xúc bán kính, chúng ta khai báo T enter. Chúng ta nhận xét R60 tiếp xúc với R10 tại vị trí này và tiếp xúc với đường thẳng nằm ngang tại vị trí này và có bán kính là 60. Như vậy bạn có được cung tròn R60. Chúng ta dùng lệnh trim để chúng ta cắt bỏ đi những thành phần không cần thiết. Sau khi có được một phía của R60, các bạn dùng lệnh mirror chọn cung tròn R60 các bạn vừa tạo được và trục đối xứng, điểm đầu của trục đối xứng, điểm thứ hai của trục đối xứng. Chúng ta có được hai cung tròn R60. Sau đó chúng ta bỏ đi đường thẳng nằm ngang này và trim phần bên trong của R10. Tại vị trí giữa R60 và R23,
28 sẽ được bo một cái cung tròn R5. Mình sẽ sử dụng lệnh circle với tiếp xúc bán kính, tiếp xúc với R60 và tiếp xúc với đối tượng bên đây có bán kính là R5. Mình thực hiện lệnh trim, mình cắt bỏ đi. Tương tự như vậy, mình thực hiện lệnh mirror cho cung tròn mình mới vừa tạo được. Và mình cắt bỏ đi phần máy bên trong này. Đến đây chúng ta đã có được tổng quan, chúng ta đã có được hình dạng của cái ví dụ thứ nhất. Để hoàn thiện ví dụ thứ nhất, chúng ta cần phải hiệu chỉnh lại các nét trục của mình. Để là nét trục thì chúng ta cần phải kéo dài đối tượng nét trục này ra. Và tương tự như vậy cho các nét trục trên đây.